Cuối buổi sáng nay, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang công bố khỏi bệnh và cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng được điều trị khỏi bệnh. Đây là tin vui trong công tác điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố. Bệnh nhân cuối cùng được nhận giấy xuất viện là bệnh nhân số 936, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, được điều trị tại bệnh viện từ ngày 15 tháng 8. Hiện bệnh nhân có 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã đến tặng hoa chúc mừng bệnh nhân xuất viện. Trong thời gian qua thì đầu giờ y bác sĩ và cũng như các lo lắng cho các bệnh nhân cũng như về chăm sóc hàng ngày là rất chu đáo, nên bệnh nhân hôm nay được khỏe mạnh và được đưa về với gia đình thì tham lời cảm ơn của đội ngũ y bác sĩ nhất tận tình đỡ các bệnh nhân. Tôi không biết nói sao, bệnh nhân chỉ có cảm ơn là tri ân của bác sĩ y bác sĩ. Trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã tiếp nhận 239 bệnh nhân, trong đó có 15 bệnh nhân tử vong, còn lại 224 bệnh nhân được điều trị khỏi. Theo kế hoạch, chiều nay Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang khử khuẩn và làm sạch toàn bộ khoa phòng và tiến hành nhận bệnh nhân điều trị ở khu vực ngoài từ ngày 28 tháng 9. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà xét nghiệm là khi âm tính rồi là dương tính lại, âm tính rồi dương tính lại là hai lần như thế là bệnh nhân mất ngủ triền miên. Cho nên là chúng tôi là phải mua tư vấn cho bệnh nhân, động viên khuyến khích cho bệnh nhân và tạo điều mà cái điều kiện là ăn uống cho bệnh nhân cho về cái thể chất để cho họ mà vững cái tim về cái xét nghiệm. Một trong những cái chúng ta thấy rằng là cái quan trọng nhất vẫn là cái công tác điều tra, giám sát, đặc biệt là cách ly F1 một cách nhanh nhất. Thứ hai là tăng tốc độ làm xét nghiệm một cách nhanh nhất để lúc chúng ta có thể tách những bệnh nhân, tách những yếu tố nguy cơ ra ngoài để hạn chế tốt nhất, cắt nhanh nhất cái nguồn lây. Thì đó là một trong những cái chiến lược. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất, hồi sức, rồi các cái phương tiện để có thể cứu chữa bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất những bệnh nhân tử vong do COVID. Thành phố Đà Nẵng đã điều trị khỏi cho 389 trường hợp mắc COVID-19. Hiện các bệnh viện trên địa bàn không còn bệnh nhân COVID-19.